nay các bạn đang lạc vào một thế giới xe đồ chơi gần cầu máy xúc ô tô nhá. Hôm nay mình sẽ đi tìm những chiếc xe đồ chơi mới nhất, đẹp nhất của mình khám phá và tìm hiểu nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ khám phá có xe cần cầu gỗ này, có xe cần cầu này, có xe tải này, xe tải chở ô tô, xe cần cầu cứu hộ, xe container này. Đấy, xe cứu hỏa xịn sò luôn. Nào, bây giờ cùng mình đi tìm những chiếc xe đồ chơi mới nhất, đẹp nhất xung quanh nhà mình nhá. Đây là cây mướp này các bạn. Nào, bây giờ cùng mình tìm cái đống xe đồ chơi này trước, xem cái đống xe đồ chơi này có những chiếc xe gì nhá các bạn nhá. Nào, bây giờ cùng mình khám phá nào. Ui, các bạn ơi, ở đây có một đống xe đồ chơi toàn là xe công trình đẹp thôi nhá. Bây giờ cùng mình khám phá xem một cái đống này có những chiếc xe gì nhá. Nào, bây giờ mình giới thiệu các bạn, đầu tiên là một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng. À, xe bồn chuyên đi trộn bê tông ấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông nhá. Các bạn nhá, một chiếc xe bồn chuyên bê tông rất là đẹp luôn. Rất là mới, rất là đẹp luôn ấy các bạn ạ. To như thế này mới chở được nhiều bê tông ấy các bạn ạ. Rất là to luôn nhá. Nào, bây giờ mình giới thiệu các bạn, đây là một chiếc xe cần cầu gỗ này. Xe này gọi là xe vận tải vận cầu các bạn ạ. Các bạn có thấy chiếc xe này không? Ui, quá đẹp luôn, quá là mới, quá là xịn luôn. Ui các bạn ơi, các bạn có thấy chiếc xe này không? Mới và đẹp quá các bạn ạ. Wow. Các bạn ơi, tiếp theo là ui, tèn 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 này, tèn tèn lân cận. Wow. Các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe này không? Đấy, hạng cao luôn nha, hạng cao luôn này. Ui các bạn ơi, ở đây mình bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo nào, một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe ô tô chở tên lửa luôn đấy các bạn. Xe ô tô G63 chở tên lửa, đây là gọi là xe quân sự chở tên lửa các bạn. Đây, xe quân sự chở tên lửa này phải nói là quá là mới, quá là đẹp, quá là xịn. Mình rất là thích chiếc xe quân sự chở tên lửa luôn. Ui các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra có một chiếc xe vận tải vận cầu chuyên đi cầu gỗ các bạn nha. Đây, một chiếc xe vận tải vận cầu chuyên đi cầu sát các bạn. Mình nói luôn, đây là một chiếc xe cần cầu chuyên đi cầu sát nhá. Đây, một chiếc xe cần cầu chuyên đi cầu rác này các bạn ơi. À, các bạn có thích chiếc xe này không? Nếu mà thích chiếc xe này comment nhá các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình giới thiệu các bạn tiếp theo nào, một chiếc xe gì nào? Đây là một chiếc xe cần cầu màu xanh nhá. Ui các bạn ơi, một chiếc xe cần cầu màu xanh rất là đẹp luôn, rất là mới, rất là xịn luôn. Đây, một chiếc xe cần cầu màu xanh rất là đẹp luôn các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe cần cầu màu xanh hay không? Wow. Các bạn ơi, các bạn bên đây là xe gì không? Đố các bạn bên đây là xe gì đây? Các bạn ơi, các bạn biết xe gì không? Đây là một chiếc xe trộn bê tông đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy. Đẹp chưa các bạn ơi, đẹp chưa này? Ui mới và đẹp chưa này, xịn sò chưa này các bạn ơi. Một chiếc xe bồn trộn bê tông đẹp của các bạn nhá. Đây rồi các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn nè. Xe bồn này các bạn mới đây là xe bồn gì không? Chuyên đi chở nước nhá. Một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu nhá các bạn nhá. Đấy, đẹp chưa này? Đấy, mới chưa các bạn ơi? Ui các bạn ơi, ui đây mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải chở ô tô. Ô tô này là ô tô cảnh sát G63 này các bạn ơi. Ô tô cảnh sát G63 nha. Ui đẹp quá các bạn ơi. Ui xin xong các bạn ơi, đẹp quá. Ô tô cảnh sát G63 này quá là đẹp luôn. Một chiếc xe tải màu vàng chở ô tô. Ui các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra còn có cả xe cần cầu. Xe cần cầu này là xe cần cầu gì các bạn ơi? Xe cần cầu màu gì nhỉ? Đây là một chiếc xe cần cầu có cái cần màu đen nhá. Xe cần cầu này là xe cần cầu có cầu, có cái cần cầu màu đen, là có cái cần cầu màu đen. Đây là xe cần cầu màu vàng, màu cam nhá. Đây là một chiếc xe cần cầu màu cam đẹp quá các bạn ơi. Các bạn ơi, tiếp theo nào. Ui các bạn ơi, một chiếc xe tải chuyên đi chở cát các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải đúng không các bạn? Cabin màu trắng, cái thùng màu xanh. Một chiếc xe này là xe tải chuyên đi chở cát đấy các bạn ơi. Ui các bạn có thích chiếc xe tải này không? Nếu mà thích chiếc xe tải comment ở đây. Đây các bạn ơi, ui các bạn ơi, các bạn đây là xe gì không? Đây là một chiếc xe này là một chiếc xe gì đây? Một chiếc xe màu cam. Một chiếc xe gì đây các bạn ơi? Một chiếc xe chuyên đi chở rác này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe dọn rác nha. Đây là một chiếc xe môi trường dọn rác này các bạn ơi. Một chiếc xe môi trường dọn rác mới chưa? Đẹp chưa các bạn ơi? Các bạn có thích chiếc xe môi trường dọn rác này như thật không? Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác nha. Quá đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy nhiều xe đồ chơi mới không? Các bạn thấy nhiều xe đồ chơi đẹp. Đây là một chiếc xe nâng hàng này các bạn ơi. Một chiếc xe nâng hàng đẹp chưa các bạn ơi? Ui, một chiếc xe nâng hàng mới này đẹp này các bạn ơi. Có cả bù lăng này các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn có thích làm tài xế lái xe không? Đây là một chiếc xe chuyên đi nâng hàng nhá. Một chiếc xe chuyên đi nâng hàng quá là đẹp, quá là mới, quá là xịn luôn này các bạn ơi. Đây rồi, mình phát hiện ra đây có một chiếc xe này là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy này các bạn ơi. Một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi.
các bạn có thấy chiếc xe cứu hỏa trên đây chưa chay này không? Ui, màu đỏ đẹp chưa này các bạn ơi. Các bạn có thấy chiếc xe cứu hỏa nào không? Một chiếc xe tải chuyên đi chở cát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải ben chuyên đi chở cát rất là đẹp, rất là có con ốc sên. Có con ốc sên con này các bạn ơi. Một chiếc xe tải rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ở đây có nhiều xe đồ chơi đẹp quá này các bạn ơi. Mình xem ở đây có những chiếc xe gì nào. Wow, nguyên thế giới xe đồ chơi mới. Đầu tiên là một chiếc xe ô tô cảnh sát G63. Wow, ô tô cảnh sát G63 này đẹp quá các bạn ơi. Số 3, rất là đẹp luôn. Bên. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát rất là đẹp. Tiếp theo là một chiếc xe, đây là một chiếc xe bán tải, xe ô tô cảnh sát bán tải này các bạn. Đấy, đẹp chưa? Đấy, mở cửa luôn. Đấy, có lập sự luôn. Nào, tiếp theo là một chiếc xe ô tô cảnh sát nha. Đây cũng là một chiếc xe ô tô cảnh sát rất là đẹp này, có số luôn nha, có số 110 luôn nha. Đấy, tiếp theo là một chiếc xe ô tô cảnh sát đi. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nha. Đấy, đẹp chưa? Xịn sò chưa các bạn ơi? À, có biển số à? À, chiếc xe này G65 rất là đẹp luôn. Nó rất là xịn luôn. À, đây là một chiếc xe leo núi này các bạn. Đây là một chiếc xe leo núi nha. Đấy, một chiếc xe leo núi rất là đẹp luôn. Nó rất là xịn sò này các bạn ơi. Đây, đây, có một chiếc xe ô tô cảnh sát đó này. À, chiếc xe ô tô cảnh sát này rất là đẹp nha. Màu trắng rất là xịn này. Đấy, đẹp chưa? Wow. Đây có một chiếc xe này là một chiếc xe tải nha. Xe tải này các bạn ơi. Xe tải ben chở cát này. Đấy, rất là đẹp luôn. Xe ben rất là xịn xò nha. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Đây là xe Beat này. Đây là một chiếc xe Beat nha. Wow. Đẹp quá các bạn ạ, đây là xe Beat này, rất là đẹp luôn. Xe Beat chuyên chở các bạn học sinh đi học nhá. Xe cần cẩu móc này, đây là xe cần cẩu móc nha. Đấy, rất là đẹp. Cái móc này. Đấy. Wow, đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe chở tên lửa nhá. Đó, đẹp chưa. Xe này xe dọn rác này các bạn, đây là xe dọn rác nhá, rất là đẹp. Xe dọn rác rất là xịn sò nhá. Đấy, một chiếc xe dọn rác rất là đẹp luôn. Đó, wow, ở bên kia còn rất là nhiều xe nữa kìa các bạn. Đấy, đó, mình sẽ khám phá từng chiếc xe một nhá. Đây là một chiếc xe, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Xe ô tô cảnh sát rất là đẹp này. Đấy, đây là một chiếc xe chở tên lửa nhá. Đấy, xe chở tên lửa rất là đẹp này. Wow, đó, rất là xịn luôn. Đó, rất là đẹp. Quen. Đấy, xe chở tên lửa rất là xịn nha. Nào, tiếp theo là một chiếc xe này, là một chiếc xe chở bệnh nhân này. Xe này là xe chở bệnh nhân, xe cứu thương này. Đấy, xe cứu thương nha. Rất là xịn nha. Wow, đây có một chiếc xe. Xe này là một chiếc xe. Wow, đây là một chiếc xe tải chở ô tô ấy các bạn ạ. Đẹp thế nhở. Một chiếc xe tải chở ô tô rất là xịn luôn, rất là mới. Nào, tiếp theo là một chiếc xe xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này. Xe bồn trộn bê tông có cả vòi chút bê tông nhá. Đấy, đẹp chưa, xịn xò chưa. Xe của Mỹ luôn các bạn ạ, xe trộn bê tông của Mỹ luôn này. Đấy, đẹp chưa. Đây có một chiếc xe dọn rác Hồng Kông này. Đây là một chiếc xe dọn rác Hồng Kông nhá, đẹp chưa. Đấy, xe dọn rác rất là đẹp. Đây có một chiếc xe ô tô bán tải. Đây là xe cảnh sát địa hình. Đây là một chiếc xe cảnh sát địa hình nha. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo là, wow, ở bên này có cả máy xúc cát nha. Máy xúc cát rất là đẹp này. Wow, múc nào. Wow, đây là một chiếc xe. Đây là một chiếc xe trộn bê tông. Đấy, đẹp chưa. Wow, xoay bồn. Đấy, xịn chưa. Đây là một chiếc xe bồn chở xăng, chở nước này, xe container 2 tầng nha. Đấy,
xe cẩu rác này, xe cẩu gỗ ấy các bạn ạ, đây xe cẩu gỗ nha. Wow, đẹp thế nhỉ. Ở bên cầu rất là nhiều xe kìa các bạn ơi. Tìm những chiếc xe đồ chơi mới và đẹp nha. Đây các bạn ơi, đầu tiên mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Chiếc xe này thì có một cái còi, hai còi, ba còi, bốn còi luôn. Chiếc xe này rất là đẹp luôn nhá. Đấy, chiếc xe này có vòi chút bê tông luôn này các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp nhá. Đấy, tiếp theo đây là một chiếc xe cứu hỏa thang này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa thang nhá. Đấy, chiếc xe cứu hỏa thang này rất là đẹp luôn. Cái vòi này để xịt nước để chữa cháy nha các bạn ơi. Cái vòi này để xịt nước để chữa cháy nha, tưới được cả rau luôn này. Xịt nước để tưới rau luôn đấy. Đấy, một chiếc xe cứu hỏa thang rất là đẹp luôn. Có số 119 luôn này các bạn ơi. Rất là đẹp nha, rất là to. Đấy. Đây có một chiếc xe này, là một chiếc xe chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Xe là xe chuyên đi chữa cháy nha. Đây là một chiếc xe thang đấy các bạn ơi. Một chiếc xe cứu hỏa thang nhá. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cứu hỏa thang. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ạ. Xe cứu hỏa thang này màu đỏ nhá. Wow, ở bên này có xe máy xúc cát này, gầu bằng sắt luôn nhá. Máy xúc cát gầu bằng sắt luôn này các bạn ơi. Wow, đẹp luôn nhá các bạn nhá. Đấy. Rồi, mình ở đây. Tiếp theo là một chiếc xe vận tải vận cẩu này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu rất là đẹp luôn nhá. Đấy, chiếc xe này thì có cái cần này, thì gọi là xe cần cẩu nhá. Đây là xe vận tải vận cẩu rất là đẹp các bạn ạ. Có gương như thật luôn nhá. Đấy, có gương như thật luôn. Các bạn có thích chiếc xe này không? Wow, đẹp quá các bạn ơi. Nào, tiếp theo đây. Đây là cây dưa nhà mình như này. Đấy. Đây là một chiếc xe này, là xe cần cẩu nhá. Xe cần cẩu mất các bạn nhá. Đấy, đẹp chưa? Wow, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát nhá. Đấy. Ô tô cảnh sát G63 này. Chiếc xe này là xe ô tô cảnh sát G63 này rất là đẹp luôn. Rất là mới. Rồi, tiếp theo là một chiếc xe tải đen nhá. Xe đen chuyên đi chở cát đấy các bạn ạ. Xe đen có cái thùng màu xanh này. Đấy. Đây có một chiếc xe lưng hàng này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lưng hàng nhá. Đấy, đẹp chưa? Các bạn thấy chiếc xe lưng hàng có đẹp không? Đấy, có cả bu lông để lái xe luôn nhá. Wow. Nào, tiếp theo là một chiếc xe này, là một chiếc xe lưng hàng nữa này các bạn ơi. Chiếc xe lưng hàng này rất là đẹp luôn nhá. Nó rất là mới luôn. Mình rất là thích chiếc xe lưng hàng luôn. Nào, tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát này. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi múc cát nhá. Win. Xe tải chở máy xúc cát đi làm việc này các bạn. Đấy, đẹp chưa? Chạy thử luôn nha. Pi. Nào, tiếp theo. Đây là một chiếc xe máy xúc này. Đấy, máy xúc cát này, cần dài này. Đấy, cần rất là dài luôn nhá. Đây cũng là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe dọn rác này các bạn ơi. Một chiếc xe môi trường dọn rác rất là đẹp luôn nhá. Đó, các bạn thấy chiếc xe này mới không? Đẹp chưa? Wow. Đấy, một chiếc xe môi trường dọn rác rất là đẹp luôn. Wow, đây là một chiếc xe này, xe máy xúc cá mập siêu bạo chúa nhá. Đấy, đẹp chưa? Nào, xe trộn bê tông. Một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Đẹp chưa? Đấy, xoay được cả bồn luôn nhá. Wow. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu rồi, chuyên đi cẩu gỗ này các bạn ơi. Xe cần cẩu gỗ này rất là đẹp luôn. Đó, pi. Wow. Một chiếc xe tải chở ô tô đồ chơi này. Xe tải chở ô tô đồ chơi nhá. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, đây là một chiếc xe quân sự chở tên lửa nhá. Xe quân sự chở tên lửa là rất là đẹp luôn. Đó, wow. Có cả xe cần cẩu nhá. Xe cần cẩu móc này. Đấy. Xe cần cẩu móc thì cẩu máy xúc cát đây nè, cẩu xe tải chở ô tô đây nè.
Ây da, móc vào cậu đây đây. Đây, móc chuột nào. Móc lại nha, đấy. Wow, móc chuột đây các bạn ạ. Ây da. Đã móc vào đây nào. À, móc vào đâu rồi nhỉ? Đây, mình sẽ móc vào đây nha. Đấy. À, wow. Cậu lên nha, để chơi nha. Các bạn nha, ui trời, móc chuột à. Các bạn đi câu cá rồi chưa? Đấy, móc, tao móc chuột à, đấy nào, ui trời. Ôi, mình cậu máy xúc cát đây đi, các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ cậu máy xúc cát đây nha. Nào, đây nào, ui, 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 wow. À, đây là một chiếc xe cậu múc cát này. Rất là đẹp luôn nha, các bạn nha. Đây là một chiếc xe, xe tải chở đất này, các bạn ơi. Đây, xe tải đất này rất là đẹp luôn nha. Rất là mới luôn. Xịn chưa? Wow, đấy, 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 đen luôn. À, đây là một chiếc xe trộn bê tông này. À, xe trộn bê tông này rất là đẹp luôn nha. Đấy, xoay bồn luôn, xoay bồn luôn. Đấy, đẹp chưa? Xoay bồn luôn, đấy, mở cánh cửa luôn. Như thật luôn. À, đây rồi, đây là một chiếc xe trộn bê tông nữa này, các bạn ơi. À, chiếc xe này đẹp chưa? Wow, chiếc xe này có thể xoay được cả bồn luôn nha. Đấy, xoay bồn luôn. Đấy, hay chưa, hay chưa? Xoay bồn luôn này. Wow. À, một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp luôn. Đẹp chưa? Xịn xóng các bạn ơi. Đây, một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là mới và đẹp. Đó, các bạn thấy chiếc xe này có xịn không nào? À, các bạn ơi, đây là máy xúc cát điều khiển từ xa nhá. Ui, máy xúc cát điều khiển từ xa này xịn quá các bạn ạ. Xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Wow. Các bạn ơi, một chiếc xe cần cẩu múc cát điều khiển xoay 360 độ các bạn ạ. À, đẹp quá. Nào, bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có những chiếc xe đồ chơi gì mới nhất, xịn sò nhất để chơi các bạn nhá. Ở đây thì có xe công trình đấy các bạn ạ. Rất là nhiều xe đồ chơi xịn sò và đẳng cấp luôn. Đầu tiên là máy xúc cát, là một dàn siêu xe máy xúc cát này xịn sò đấy. Đầu tiên là một chiếc xe cần cẩu múc cát đẹp quá các bạn ạ. Đây là xe máy xúc cát xịn sò này các bạn ơi. Quá là xịn luôn nha. Đấy, có gầu bằng sắt nguyên khối này các bạn ơi. À, các bạn thấy chiếc xe máy xúc cát này có xịn không nào? Quá là đẹp luôn nha. Đẹp quá các bạn ạ. Wow. Nào, tiếp theo là một chiếc xe này là xe dọn rác nha. Đây là một chiếc xe môi trường truy dọn rác rất là đẹp này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe này không? Wow, rất là đẹp luôn nha. Một chiếc xe dọn rác mở được cánh cửa như thật luôn đấy các bạn ạ. Đẹp quá các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe cậu múc cát cần dài này. Cần rất là dài các bạn nhỉ. Chiếc xe này cần rất là dài luôn. Rất là đẹp luôn. Rất là xịn xó luôn. Đó, đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe chuyên đi cắt cây đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe chuyên đi sửa chữa điện này. Đấy, xe lân đấy các bạn ạ. Đẹp quá các bạn ạ. Đây, bây giờ mình chạy thử luôn. Động cơ cũng rất là mạnh các bạn ạ. Động cơ cũng rất là mạnh luôn. Các bạn thấy chiếc xe này có xịn không? Wow, động cơ mạnh chưa? Bip 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 bip. Wow, đây nữa nha. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 đấy. Đây là ô tô cảnh sát G65 xịn xó các bạn nhá. Quá là đẹp luôn đấy các bạn ơi, mở được cánh cửa luôn. Đây là ô tô cảnh sát G65 rất là xịn xó luôn. Đó, đẹp chưa? Pip 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 pip. Wow. Đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nha. Pip 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 pip. Xoay bồn, xoay bồn, xoay bồn, xoay bồn. Đây là một chiếc xe trộn bê tông có thể xoay được cả bồn, rất là xịn xò đấy các bạn ạ. Wow, xoay bồn luôn này, xoay bồn luôn này. Đó, đẹp chưa này các bạn ơi. Đó, xịn xò chưa các bạn ơi. Wow, hay chưa. Ui, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe gì đây. Đây là một chiếc xe trộn bê tông xịn xò đấy các bạn ạ. Đấy, xe bồn trộn bê tông này mới và đẹp chưa, xoay được cả bồn cho đều bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Đó, chiếc xe này thì xe bồn trộn bê tông cá mập siêu bảo chúa ấy các bạn ạ. À, xe trộn bê tông cá mập siêu bảo chúa. Quá là xịn luôn. Pip 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 pip. Nào, ở đây có xe gì nữa nào? Đây, đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp này các bạn ơi. Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu móc xịn xó nha. Quá là xịn xó luôn đấy các bạn ạ. Có số 51 nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc có số 51. Quá là đẹp luôn. Quá là xịn luôn. Đó, hay chưa? Tiếp theo là máy xúc cát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này. Wow, một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá này các bạn ơi.
Wow, một chiếc xe máy xúc cát xịn xò đấy các bạn ạ. Wow, hay chưa? Các bạn ơi, chiếc xe máy xúc cát này xịn không? Wow. Nào tiếp theo mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát nha. Đấy, đẹp chưa này các bạn ơi, một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát xịn xò luôn đấy. Đẹp quá. Nào, đây có một chiếc xe này, là một chiếc xe xe vận tải vận cẩu chuyên đi điều khiển nhá. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu điều khiển từ xa. Rất là đẹp luôn. Đó, xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe này mới lắm. Bip 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 bip. Đấy, chiếc xe này có thể xoay được cả cán nha. Quá là đẹp, quá là mới, quá là xịn xò luôn. Bip 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 bip. Hạ cần, hạ cần. Đó, xịn quá các bạn ạ. Đấy quá các bạn ạ, đẹp quá. Wow, wow. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe ô tô cảnh sát bán tải này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát bán tải, xịn xò chưa các bạn ơi. Bip bip bip. Động cơ rất là mạnh luôn, ô tô cảnh sát bán tải nha. Wow. Đây nữa các bạn ạ, đây có một chiếc xe xe lưng hàng này. Đây là một chiếc xe chuyên đi lưng hàng xịn xò luôn, có cả bu lăng để lái xe đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe này mới và đẹp quá các bạn ơi. Xịn xò chưa? Ô hay chưa, lưng 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 lưng. Đây là một chiếc xe lưng hàng các bạn nha. Quá là xịn luôn đấy các bạn ơi. Wow. Đấy, một chiếc xe lưng hàng quá là đẹp luôn. Đây là xe cần cẩu điều khiển từ xa nha. Đây là máy xúc cát điều khiển từ xa xịn xò đấy các bạn ạ. Wow, nào bây giờ mình chơi luôn nha. Đây là một chiếc xe máy xúc cát điều khiển xịn xò luôn. Các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe máy xúc cát điều khiển này không nào? Wow. Bip 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 bip. Nào, điều khiển nâng cần nào, nâng cần nào. Wow. Xoay nào, xoay 360 độ này. Xe máy xúc cát điều khiển từ xa rất là đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Quá là xịn luôn nha các bạn nha. Nào. Bip 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 bip. Đó, các bạn thấy chiếc xe máy xúc cát này có xịn xò ngoen ngoen. Wow, một chiếc xe máy xúc cát quá là xịn luôn đấy các bạn ạ. Quá là đẳng cấp luôn nha. Ui, hay chưa, hay chưa? Một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá các bạn ơi. Ui, xoay này, xoay này, xoay này, xoay này, xoay này. Wow, đẳng cấp chưa các bạn ơi? Bip 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 bip. Siêu tốc độ đỉnh cao luôn nha, quá là xịn luôn. Đó, đây nha, đẹp chưa? Đây là một chiếc tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao này các bạn ơi. Đấy, chiếc tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao này cũng rất là đẹp luôn nha. Đấy, các bạn thấy không, màu sắc rất là rực rỡ này, màu xanh, màu vàng này, đấy, màu đỏ này. Đấy, hai chiếc tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao. Nào, tiếp theo một chiếc ô tô Lamborghini nha. Đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini tốc độ đỉnh cao nha. Nhanh như tia chớp luôn các bạn ạ. Đấy, mình phải khám phá hết những chiếc xe này ở đây nha. Rồi sau đó là một chiếc xe tăng quân sự này. Đây là một chiếc xe tăng quân sự nha. Đấy, động cơ ghê không các bạn, ngầu không? Ôi trời. Đấy, quay động cơ luôn. Đấy, ngầu chưa, đẳng cấp chưa? Wow, chiếc xe tăng này cái này là quá là xịn luôn. Bắn pum 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 pum. Đấy, ngầu chưa? Nào, tiếp theo. Đây là một chiếc xe lửa nha. Xe lửa này, xe lửa chở kim cương như các bạn. Đấy, các bạn nào ở bên trong chở kim cương này. Đấy, quá là xịn luôn, đẳng cấp luôn. Ngầu. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Nào, tiếp theo. Đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe pip 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 pip. Đây là một chiếc xe bíp chuyên chở các bạn học sinh đi học đấy các bạn ạ. Chiếc xe này thì quá là xịn xò luôn. Đấy, các bạn thấy không? Xịn tốt. Chiếc xe này quá là xịn, đẳng cấp. Nào, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông xịn xò nha. Đấy, xe bồn trộn bê tông con chó ấy các bạn ạ. Quá là xịn luôn. Rồi, tiếp theo là một con thỏ đạp xe nha. Đấy, con thỏ đạp xe này cũng rất là đẹp nha. Đẹp chưa? Ngầu chưa? Wow, quá là xịn luôn, có hai cái tay, hai tay. Nào, tiếp theo là một con vịt kêu cóc cóc nha. Đây là một con vịt kêu cóc cóc này các bạn ơi, quá là xịn luôn. Nào, tiếp theo là một chiếc xe máy xúc này, xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này. Đấy, đẹp quá các bạn ạ. Toàn là xe đồ chơi xịn xò thôi nha. Nào, đây có một chiếc xe máy xúc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát, quá là đẹp luôn. Đấy, tiếp theo là một con thỏ. Con thỏ này là con thỏ chuyên ăn cà rốt đấy các bạn ạ nha, các bạn nha.
con thỏ chuyên ăn cà rốt này. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa? Con thỏ này đẳng cấp chưa? Xịn chưa? Ừ, toàn là đồ chơi xịn thôi các bạn ạ. Này, tiếp theo là một chiếc xe cặp gỗ này. Đây là một chiếc xe cặp gỗ nha. Đấy, ở bên trong có một bạn tài xế lái xe nha. Các bạn có thích chiếc xe này không? Quá là đẹp luôn. Rồi, mình ở đây. Tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát xịn sò này. Đây là một chiếc xe cần cẩu xúc cát. Quá là xịn luôn, quá là đẳng cấp luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Đấy. Rồi, tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát xịn sò này. Đây là xe cần cẩu cho cái xúc cát nha. Đấy, đẹp chưa, một đống đồ chơi luôn. Nào, tiếp theo, đây là một con thỏ nha. Đây là con thỏ xịn sò này. Đấy. À, tiếp theo là một chiếc ô tô này là ô tô một chiếc xe cần cẩu này. Đây là một chiếc xe cần cẩu xịn sò đấy các bạn ạ. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe cần cẩu này không nào? Quá là xịn luôn đấy các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu đẹp. Đây là một chiếc xe cần cẩu gỗ nha. Một chiếc xe cần cẩu gỗ đẹp quá các bạn ạ. Wow, hạ cần. Ồ, một chiếc xe cần cẩu gỗ xịn sò quá các bạn ơi. Wow, và cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Mình đi tìm tiếp xem tìm được xe gì được không nhá. Wow, các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra còn rất là nhiều xe ô tô cần cẩu này. Đây rồi nhá. Nào, đây rồi, đây mình phát hiện ra còn rất là nhiều đồ chơi nhá. Đây, mình phát hiện ra đây là một chiếc máy bay chiến đấu này. Đây là máy bay chiến đấu đấy các bạn ạ. Wow, máy bay chiến đấu xịn chưa? Các bạn thấy chiếc máy bay này có đẹp không? Wow, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe tăng quân sự này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tăng quân sự xịn xò đấy các bạn ạ. Ui, đẹp quá các bạn ơi. À, đây rồi, mình phát hiện ra có một chiếc xe này là một chiếc xe bíp này. Đó, một chiếc xe bíp nha. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Một chiếc xe bíp này. Đây là một chiếc xe chuyên đi ủi cát này. Đây là một chiếc xe xúc lật đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không nào? Đây là một chiếc máy cày ruộng này. Đây là con trâu lái máy cày ruộng chuyên đi cày ruộng này các bạn ơi. Ui, wow. Đây nữa. Đây mình phát hiện ra có một chiếc xe lửa này. Xe lửa chở kim cương này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lửa chở kim cương xịn xò đấy. Nào, bây giờ mình chơi luôn nhá. Một chiếc xe lửa chở kim cương xịn xò lắm đấy các bạn ạ. Wow, các bạn thấy chiếc xe lửa này có đẹp không nào? Đây là một chiếc xe lửa nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lửa rất là xịn xò đấy. Wow, đẹp chưa này các bạn ơi. Xịn xò chưa? Một chiếc xe lửa chở chữ ABC đấy các bạn ạ. Wow, các bạn thấy hay chưa? Nào, bây giờ cùng mình khám phá tiếp xem còn xe gì đúng không nhỉ? Đây là một chiếc xe cẩu múc cát đẹp quá các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu và tải vận cẩu. Đây có một chiếc ô tô đồ chơi này rất là đẹp này. Ô tô cảnh sát nha, ô tô Lamborghini đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini nha. Rất là đẹp luôn. Ui, các bạn ơi không nào. Wow, đấy, một chiếc ô tô Lamborghini quá là đẹp. Nào, ở đây mình còn phát hiện ra còn rất là nhiều đồ chơi nữa này mà cùng mình khám phá nha. Đây là một chiếc xe này, là một chiếc tàu thủy này. Đây là một chiếc tàu thủy đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc tàu thủy đẹp quá các bạn ơi. Wow, các bạn thấy chiếc tàu thủy này có đẹp không nào? Xịn xò chưa? Ui, đẳng cấp chưa này các bạn ơi. Một chiếc tàu thủy đẹp quá các bạn ạ. Đó, một chiếc tàu thủy chạy dưới biển đấy các bạn ơi. Nào, mình xem, mình tắt đi nha. Mình xem ở đây có những chiếc xe gì nữa nào. Đây còn rất là nhiều đồ chơi này. Đây còn rất là nhiều đồ chơi xịn xò đấy các bạn ạ. Ở đây có cả một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu máy xúc này. Đấy, đẹp quá các bạn ơi. Wow, đây là xe tải ben chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Xe ben chuyên đi chở đất xịn xò luôn ấy. Đấy các bạn ơi, đây có một chiếc tàu thủy này. À, đây là một chiếc xe ben chuyên đi chở cát, chở đất, chở vật liệu xây dựng đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe này là xe điều khiển từ xa nhá. Một chiếc xe ben điều khiển từ xa quá là xịn luôn. Đấy, có âm thanh và ánh sáng luôn đấy các bạn ạ. Wow, một chiếc xe ben phải nói là quá là đẹp luôn. Đó, các bạn đều bánh quay rất là tít luôn đấy. Rồi, các bạn ơi, các bạn đấy hôm nay mình khám phá được nhiều xe đồ chơi đẹp chưa? Xịn xò chưa? Đó, các bạn thấy chiếc xe ben này có xịn xò không nào? Quá là đỉnh cao luôn đấy các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Các bạn ơi, các bạn xem video của mình hay nhớ bấm nút đăng ký kênh để đón nhận video mới nhất của mình nhé. Rồi, xin chào, hẹn các bạn ở video mới nha. Bây giờ mình phải đi về đi học bài tập đây. Rồi, xin chào, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye nha.
Con này các bạn ơi, à, xe cần cẩu điều khiển xịn này các bạn. Đây là một chiếc xe cần cẩu. Wow, các bạn ơi, máy xúc cát điều khiển từ xa phải nói là quá là xịn luôn đấy các bạn ạ. Xoay 360 độ này các bạn ơi. Một chiếc xe máy xúc cát điều khiển từ xa quay vòng bằng sắt này. Ui các bạn ơi, đây bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo còn xe gì cậu. Đây là một chiếc tàu, à đây là một chiếc xe quân sự chở tên lửa này các bạn ơi. Một chiếc xe quân sự chở tên lửa rất là đẹp này các bạn ơi. Ồ, các bạn thấy đẹp chưa nào? Ồ, đẹp chưa này các bạn ơi. Wow. Đấy các bạn ơi, tiếp theo nào, bây giờ mình giới thiệu các bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu ấy à. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc này, ngồi đẹp quá các bạn ạ. Wow. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc khủng long bảo siêu bảo chúa đấy các bạn ơi. Wow, hay chưa? Đó, xịn xò chưa các bạn ơi? Ui, đẹp quá các bạn ạ. Wow, xe cần cẩu móc bây giờ sẽ cẩu xe máy xúc cát lên cao nha các bạn nhá. À, bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe cần cẩu này mình cẩu máy xúc cát đây này các bạn ơi. Wow, các bạn hay chưa, cẩu máy xúc cát lên cao này các bạn ơi. Ồ, các bạn hay chưa, ui, đấy rất là vui luôn. Một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Đây là một chiếc xe mô tô cảnh sát này các bạn ơi. Một chiếc xe mô tô cảnh sát rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, hay chưa các bạn? Đây, các bạn ơi, tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lửa đấy các bạn ạ. Ui, ở trong này có một chiếc xe cần cẩu móc nữa này các bạn ơi. Đây ơi, một chiếc xe cần cẩu móc này, xe cần cẩu điều khiển. Bây giờ mình sẽ đi tìm xe đồ chơi nhá, xe cần cẩu sẽ đi tìm xe đồ chơi nhá. Các bạn ơi, wow, ở sân nhà mình có chiếc xe gì đây? Đây rồi, đây là một chiếc xe cần cẩu à các bạn. Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc đẹp thế nhở. Wow, xoay 360 độ này các bạn ơi. Ui, một chiếc xe cần cẩu móc, bây giờ sẽ có nhiệm vụ đi tìm xe đồ chơi các bạn nhé. Nào, một chiếc xe bẩn tặng cần cẩu sẽ đi tìm xe đồ chơi nào. Đi 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 đi. Xe không phanh nha. À, wow, xe cần cẩu ở đây phát hiện ra rất là nhiều này. Nhiều xe đồ chơi này. Có xe trộn bê tông đẹp này các bạn. Đấy. Toàn là xe trộn bê tông đẹp thôi các bạn ạ. Đấy. Ở đây rồi, đây là một chiếc xe trộn bê tông cũng rất là đẹp nữa này các bạn ơi. Nào, bây giờ xe cần cẩu sẽ chở xe trộn bê tông đi làm việc nhá. Nào. Nơi nào, nơi nào. Wow. Xe cần cẩu lại tìm thấy một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Đây, xe máy xúc cát gầu bằng sắt này, đẹp chưa? Nào, xe cần cẩu lại đi tìm xe đồ chơi tiếp nào. Wow, vậy là xe cần cẩu này để tìm thấy một bộ sưu tập xe đồ chơi nữa này. Đấy, mình để đây nhá. Đây là xe tải này các bạn. Đấy, xe tải nhá. Wow, hay chưa? Nào, nào, chạy luôn nhá. Nào.
Nào vào bộ sưu tập xe đồ chơi của mình nhá. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ chọn ra một chiếc xe để cẩu nhá, để đi chơi nhá. Đây, mình sẽ chơi chiếc xe của Lý Tông để xem sức mạnh của chiếc xe cần cẩu nhá. Nào. Xe cần cẩu có chi được không nào, nuôi nào. Wow. À, bây giờ mình sẽ chạy quanh sân nhà mình nha. Núi nào lên dốc nào, núi trời. Beep beep beep. Beep 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 beep. Xe này chạy chậm lắm các bạn ạ. Xe này nó là kiểu xe xe cần cẩu đây, điều khiển này mình điều khiển chạy chậm lắm. Beep 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 beep. Đồ cua nào. Beep beep. Đồ cua nào. Beep 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 beep. Beep. Ok. Hãy xoay được cả bồn dưới đèo bê tông bên trong các bạn. Xe này không đi chở bê tông nhá. Mở cánh cửa luôn. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đấy. Rất là đẹp luôn, chiếc xe này rất là xịn đấy các bạn ạ. Rất là đẹp đấy nha. Mình là mình rất là thích chiếc xe luôn, như thật luôn. Cửa đi lên này, đấy, cửa đi lên. Lên lên để lái xe để đi làm việc các bạn ạ. Đấy. Tiếp theo sập camera sang bên này. Đây là một chiếc xe. Xe tải đen nhá. Đèn rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Đèn rất là xịn luôn. Đấy. Mở cửa này. Đấy, như thật luôn đấy các bạn. Mở cửa luôn. Cầu thang đi lên.